Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực Cốc Mắc Tân Tiến. Và bữa nay, buổi chiều ngày hôm nay ngày 13 tháng 2 năm 2022 sẽ cập nhật tình hình để mọi người cùng theo dõi. Điểm đến đầu tiên của chúng ta đó chính là Cốc Mắc Tân Tiến. Và điểm kết thúc đó chính là khu vực nhà lao Tân Hiệp. Con đường chúng ta đang đi đó chính là con đường Phạm Văn Thuận. Khu vực chỗ này là khu vực đường rầy thuộc khách sạn 57 và bây giờ đổi tên là khách sạn Đồng Nai. Và bữa nay là ngày cuối tuần. Bữa nay tại Đồng Nai cũng như là tại Việt Nam là ngày Chủ nhật. Và lúc này thì khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa có mưa nhẹ lúc 4 giờ và bây giờ 5 giờ đã tạm rồi. Tình hình khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa trong 24 giờ qua ghi nhận 15 ca dương tính cả test nhanh và PCR. Khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa số ca dương tính đang giảm, tuy nhiên có một số khu vực tại tỉnh Đồng Nai số ca dương tính tăng. Và khu vực trong 24 giờ qua có số ca dương tính đông nhất đó chính là khu vực huyện Tân Phú với 96 ca. Khu vực chỗ này gọi là cây xăng Bường Mít và phía bên kia gọi là quảng trường tỉnh. Và bữa nay là ngày 13 tháng 2 và ngày mai cũng là ngày 14 tháng 2. Ngày lễ tình nhân. Chính vì vậy mà có thể là ngày hôm nay thì họ đã buôn bán các loại để cho lễ tình nhân như là hoa cũng như là sô-cô-la. Và theo quan sát của tôi thấy là phía bên tay phải dọc phía bên đường chỗ này mọi người đã buôn bán những đồ lưu niệm cho ngày lễ tình nhân Valentine. Hoa rất là nhiều. Đây, hoa họ đã bó sẵn. Và lúc này thì thời tiết vào buổi chiều và nắng nó hơi chói, chính vì vậy mà cái hình ảnh nó không được rõ lắm, mọi người thông cảm. Con đường của chúng ta đang đi đó chính là con đường Nguyễn Ái Quốc. Khu vực đường Nguyễn Ái Quốc là một trong số những con đường dài nhất tại địa bàn thành phố Biên Hòa và cũng là một trong những đường đẹp nhất tại thành phố Biên Hòa. Đây là đường rẽ vào sân bay Biên Hòa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến địa điểm đó chính là cổng 2. Và lát nữa thì tôi sẽ ghé khu vực chợ đêm Biên Hùng để quay cho mọi người xem khu vực chợ đêm Biên Hùng cuối tuần như thế nào. Khu vực đường này có một số cây cọ nhìn rất giống như cây thốt nốt tại An Giang. Đây mọi người có thể thấy là đây có một số cây cọ. Từ đường Nguyễn Ái Quốc này chúng ta đi thẳng thì chúng ta sẽ lên được cầu Hóa An là điểm cuối của đường Nguyễn Ái Quốc.
Và sau cơn mưa thì khu vực địa bàn thành phố Biên Hòa lúc này thời tiết đang rất là mát. Và hôm nay cũng là ngày cuối tuần. Và ngày hôm nay và ngày mai là hai ngày mà các bạn trẻ sẽ đi chơi rất là nhiều. Đến khu vực chỗ này thì tôi sẽ rẽ tay trái vào đường Phan Đình Phùng để đi vào khu vực chợ đêm. Đường vào buổi chiều thì rất là đông xe cộ đi lại. Và con đường Phan Đình Phùng này có một số địa điểm rất là nổi tiếng như là Hồ Quỳ Lộng Thu Hà. Nếu chúng ta có dịp đi vào con đường này thì chúng ta nhất định phải ghé ăn thử Hồ Quỳ Lộng Thu Hà. Và bữa nay giá là 10.000 đồng một trái. Đến đây thì tôi sẽ rẽ tay trái để vào khu vực chợ đêm Biên Hùng. Vào chợ đêm thì chúng ta gửi xe sẽ mất tiền phí là 5.000. Đây là bảng vé nè. Ở khu vực phía đầu chợ đêm thì bán quần áo. Và khu vực phía sau là bán thức ăn đồ uống. Lúc này thì họ đang dọn dẹp để chuẩn bị buôn bán chợ đêm. Và lúc này là khoảng 5 giờ 25 phút. Phía bên tay trái của chúng ta đó chính là hồ của công viên Biên Hùng. Đây là khu vực bán đồ ăn. Lúc này thì chợ đêm chưa có đông, khoảng hơn một tiếng nữa thì chợ đêm bắt đầu đông đúc. Và đến khu vực này thì tôi sẽ rẽ phải để ra đường 30 tháng 4.
hướng ra vòng xoay Biên Hùng. Đây là công viên Biên Hùng ở phía bên tay phải. Đây là vòng xoay Biên Hùng, lúc này thì chưa phun nước. Lúc này nhìn lên đồng hồ thì mọi người có thể thấy là 5 giờ 35 phút. Giờ tôi sẽ đi theo đường 30 tháng 4 hướng đi về quảng trường. Lúc này đường xá tại khu vực chỗ này rất là vắng vẻ và rất là mát. Ở khu vực chỗ này cũng thấy có bán quà tặng cho ngày lễ tình nhân này. Hoa bó bán rất là nhiều. Ở khu vực trường phổ thông trung học Ngô Quyền cũng bán rất là nhiều hoa cũng như là sô cô la nè. Hàng năm thì tại khu vực chỗ này bán đồ cho ngày lễ tình nhân rất là nhiều. Đây, khu vực chỗ này cũng tập trung bán rất là nhiều hàng bán hoa như là sô cô la. Ở khu vực góc đường Trần Hưng Đạo chỗ này cũng tập trung rất là nhiều chỗ bán đồ lưu niệm hoa bó cho ngày Valentine. Phía bên tay phải của chúng ta đó chính là bưu điện tỉnh. Bây giờ tôi sẽ đi thẳng vào đường Nguyễn Ái Quốc hướng đi về khu vực Hồ Nai. Là cây xăng bùn mít về chiều.
đường xá tại khu vực đường Nguyễn Ái Quốc rất là rộng rãi và rất là thoáng, nên mọi người nhìn thấy là cảnh đường xá tại con đường này rất là đẹp. Đây là khu vực trung tâm thể dục thể thao tỉnh. Khu vực chúng ta chuẩn bị tiến đến đó chính là chợ Tân Phong. Khu vực này hồi xưa có hồ bơi quân đội. Ở đây là khu vực chợ Tân Phong. Khu vực chợ Tân Phong nằm phía bên tay trái. Đây là khu vực nhà thờ Phúc Hải. Đi khoảng hơn 100m nữa thì chúng ta sẽ đến nhà Lao Tân Hiệp. Và trước mặt của chúng ta đó chính là khu vực nhà Lao Tân Hiệp. Và trên đây là cập nhật tình hình tại khu vực Khúc Mắc cũng như là chợ Đêm Minh Hùng và khu vực nhà Lao Tân Hiệp để mọi người cùng theo dõi. Và đến đây kênh Đồng Nai Quê Tôi xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày cuối tuần ấm áp, bình an và nhiều hạnh phúc. Nếu mọi người yêu mến kênh Đồng Nai Quê Tôi, mọi người có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai Quê Tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.